cự ly là 21,5m. Ai sẽ là người thực hiện cú sút này? Đó là Thanh Hải. Bàn thắng được ghi dành cho SHB Đà Nẵng. Một đều ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Bùi Tiến Dũng đã bị đánh lừa trong phòng vừa rồi. Anh đã có một động tác bắt bài với cầu thủ đối phương và khi quay trở lại thì không kịp nữa rồi. Tỷ số được san bằng 1-1 rất bất ngờ. Và như tôi đã nói, những tướng cố định sẽ giải quyết được tình huống cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng khi mà mọi phương án tấn công của họ đều đã đi vào bế tắc. Hãy cùng xem lại tướng này. Đúng là Bùi Tiến Dũng đã có động tác bắt bài với Thanh Hải. Nhưng đó là một quyết định xử lý cực kỳ khôn ngoan của số 7 bên phía đội khách. Tỷ số được san bằng 1-1. Đó là bàn thua thứ 9 của câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải năm nay và là bàn thua thứ 2 trên sân nhà.